không? Mẹ của ảnh mất sớm. Ảnh có bố với lại là chị hai. Có nhớ nhà không? Some, I feel some many times some miss, but I have a new mom and dad. But they always take care about me harder, so I feel some better, really better. Mẹ chắc thương lắm hả? Mẹ. Nói là con cũng không có nghĩ gì hết, tại vì cái avatar của anh Giang nhìn ảnh rất là BD á. BD á. Tại vì cái app lúc mà ảnh chụp hình á, villa là quá. Villa. Với lại anh để tay như thế này nè. Cái lúc đó Giang nhớ là Giang chụp tới mình, Giang để sao đâu? Cho nên con nghĩ là thế giới thứ ba thì con cũng không có nghĩ gì hết. Nhưng mà để chắc chắn hơn á thì mình dọn ra sống thử trước, xong rồi nếu như mà hợp nhau á thì mình tiến tới hôn nhân luôn. Tụi con dọn ra chung cư sống thử luôn. Bao lâu? Gần một năm. Sau đó mới cưới luôn. Nhà đúng có nói được tiếng Việt không? Việt chút xíu. Anh nhân hay xưa. Anh nhân xưa. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Trong Cha Nhàng. Trung. Trung Trang Trang. Trung hay là Giang? Dung gọi là Giang. Giang. Giang năm nay bao nhiêu tuổi? Em là 36 tuổi. Ở bên Hàn Quốc á, là ở Seoul hay là ở Gyeonggi-do, Ansan. Ansan Hàn Quốc. Ansan là em là lập trình viên. Giang là ở Việt Nam bao lâu rồi? 4 year. Giang ở suốt ở Việt Nam 4 năm luôn. Trong cái đợt dịch vừa rồi có về Hàn Quốc không? Dạ không, tại vì ảnh hưởng của dịch cho nên tụi con cũng ở Việt Nam không à. Là ở luôn 4 năm luôn. Có mẹ không? Mẹ của ảnh mất sớm. Ảnh có bố với lại chị hai. Có nhớ nhà không? Some, I feel some many times some miss, but I have a new mom and dad. But they always take care about me harder, so I feel some better, really better. Mẹ chắc thương lắm hả? Mẹ. Giờ mời em giới thiệu về mình. Con tên là Ngọc Bích. Nghề nghiệp của con là thợ xăm. Hèn gì nhìn nó, nhìn rất là đẹp nha, rất là. Nhưng mà là con là mở tiệm luôn hay là con làm cho người ta? Dạ con mở tiệm. Như vậy là đi xăm gặp cô chủ tiệm, rồi cua luôn cô chủ hay là cô chủ cua anh khách hàng? Dạ ảnh cua con. Dạ thực ra thì trước đây là con có tình từng chia tay một mối tình á, xong rồi con thấy chán nản quá cho nên con mới tải một cái app gọi là app hẹn hò. Nhưng mà con tải thôi chứ con không có sử dụng. Thì sau một tuần con có thấy một cái tin nhắn mà cái bạn đó thấy con xăm nhiều á nên bạn nó nghĩ là chắc con là thợ xăm. Bạn này. Dạ không, cái bạn đó là bạn làm chung công ty với lại anh Giang. Bạn đó nói tiếng Anh không có được tốt á, cho nên bạn đó mới nói là để anh của mình nó nói chuyện với bạn. Thì mới đá qua cho ông này. Thì ông này mới kêu con là tải KakaoTalk của Hàn Quốc á để nói chuyện cho nó dễ. Thì con cũng tải rồi, xong rồi con với anh này mới là trao đổi. Lúc đó là con cũng không có nghĩ gì hết, tại vì cái avatar của anh Giang nhìn ảnh rất là BD á. BD á. Tại vì cái app lúc mà ảnh chụp hình á villa quá. Villa. Với lại anh để tay như thế này nè. Cái lúc đó Giang nhớ là Giang chụp tới mình, Giang để sao đâu? Cho nên con nghĩ là thế giới thứ ba thì con cũng không có nghĩ gì hết. Xong rồi ảnh mới hẹn con ra gặp nhau ở trong quán cà phê á. Con tới trước, con ngồi ở trong quán cà phê, con ngồi con đợi thôi. Thì lúc ảnh mở cửa anh bước vô á, trời cái người ảnh á cao to men lì mà cái khuôn mặt không có giống ở trong avatar chút nào. Cái con bị khựng. Con bị khớp. Còn Giang thì sao? Yes, I feel like some falling in love a little bit. She looks like very some girly, like her. Some student, a girl. She looks like very shy and then very pure. Con kiểu con mắc cỡ, con không dám nói hết, con không nói một tiếng mặt nào luôn hả? Rồi sao nè, cái cuộc nói chuyện đó nó có diễn ra thật là tự nhiên và thoải mái không con? Dạ có, ảnh kêu con cho ảnh coi mấy cái hình mà con, mấy cái tác phẩm mà con làm, hỏi con về giá rồi này kia. Nhưng mà thật ra là ổng hỏi xăm giùm cho cái ông bạn ổng. Mà sao ổng không dẫn ông bạn ổng ra mà một mình ổng đi? Cái lúc mà ảnh nói chuyện với con ở trong quán cà phê xong thì ảnh là người đặt lịch để ảnh xăm. Nhưng mà xăm cái gì? Ảnh xăm mới sau lưng cái hình ở bên góc bên đây này, hình thiên thần đồ. Tại sao lại xăm cái hình thiên thần? I have a title is one is angel with the devil, so I have some two empty side, so I want to finish the full bag of title. This time I find her and then I take it a new angel title. Anh mới cảm nhận cái điều đó từ lúc nào? Từ ngay lúc gặp con hay là phải tiếp xúc với con? Đúng rồi, when I meet first time and then when we meet the first time just I just saw she's picture. When I really meet and then after I feel like more than falling in love and then I try some more. Yeah, bao lâu thì tụi con mới chính thức coi như là quen nhau? Sau khi mà ảnh xăm ở bên con xong thì ảnh muốn trở thành bạn trai của con. Là ảnh nói trong lúc mà ảnh xăm của con luôn á. Chỉ mới có mấy ngày thôi à. Nhưng mà lúc đó con không chịu. Tại vì con sợ. Tại vì ảnh là người nước ngoài mà con chưa có biết gì ảnh hết á. Nhưng mà ảnh kiểu anh tới tấp quá, cái con bị sợ. Rồi tại sao ổng lại tỏ tình nhanh như vậy? Actually I want to submit good girlfriend in Vietnam because I feel too lonely and then I want to know about the
in Vietnam because that time I just come in Vietnam from Korea 3 months and then I caught you. Sau cái bữa xăm đó thì đến khi nào con mới đồng ý làm bạn gái không? Một tháng sau con mới đồng ý luôn. Sau khi mà ảnh trở thành bạn trai của con á là ảnh đòi xăm rất là nhiều luôn. Mà lúc đó là free hết. Trong cái một tháng đó thì để chiếm lấy cái lòng tin của con á với lại của ba mẹ con thì sáng nào ảnh làm xong á từ quận 12 ảnh bắt xe qua quận 11 của con nè. Rồi ảnh tự làm đồ ăn, đem qua cho con ăn sáng. Xong rồi mua trái cây, rồi mua lê Hàn Quốc, rồi mua bánh kẹo cho mẹ con quá trời luôn. Ba mẹ con có thấy cái mấy cái hình xăm của ảnh không? Đã có. Rồi lúc đó phản ứng của ba mẹ làm sao? Ba mẹ con kêu là đừng có dính líu gì vô tới người nước ngoài người ta hết. Tại vì không biết người ta như thế nào á, ba mẹ cũng sợ. Nhưng mà sau khi mà thấy ảnh giống như mua quà, mua đồ, mua bánh trái để lấy lòng á, cái mẹ con cũng thấy là chắc là người này tốt. Cái kêu con là nếu mà được á thì con thử tìm hiểu người ta coi như thế nào, coi có tốt không. Tức là giữa ba con với mẹ con thì Giang hợp với ai hơn? Giữa ba con với mẹ con thì Giang hợp với mẹ. Tại sao Giang lại thương mẹ hơn? In Korea have this name, wife, mom, love is daughter, husband. And I have this man in Korea. And then I don't know, she better than computers to me. And then I do some more, give up food for mom. And then after, I feel some more than competence to her. So. Rồi trước khi tụi con cưới nhau, thì hai đứa có sống với nhau trước đó không? Sau một tháng là con đồng ý trở thành bạn gái của ổng á. 2-3 tháng sau là ổng đòi cưới con liền. Nhưng mà lúc đó con cũng chưa có chịu. Tại vì con kêu là sớm quá, mình chưa có hiểu hết được 100%. Nhưng mà để chắc chắn hơn á, thì mình dọn ra sống thử trước. Xong rồi nếu như mà hợp nhau á, thì mình tiến tới hôn nhân luôn. Tụi con dọn ra chung cư sống thử luôn. Bao lâu? Gần 1 năm. Sau đó mới cưới luôn? Dạ đúng. Trong một khoảng thời gian sống thử đó thì con thấy tính tình của ổng như thế nào? Tụi con cũng xuất hiện nhiều cái vấn đề lắm. Ổng rất là nóng tính luôn. Và rất là ghen. Con có một người bạn. Thì bạn của con á là thế giới thứ ba là gay á. Mà bạn đó là dancer. Bữa đó bạn đó rủ con với ảnh với một số người bạn khác đi vô ba chơi. Thì ở trong trỏng á, nó rất là ồn á. Thì mình không có nói chuyện bình thường được. Mình phải kề sát lại để mà nói chuyện. Đúng rồi. Cái người đó đó ở ngoài thì cũng nhìn manly rồi. Đúng rồi, nhìn manly. Thì khi mà ảnh thấy kề sát nó vậy nè, con thấy trên mặt ổng hiện cái gì đó rồi, thoải mái rồi. Thì xíu nữa, tại vì cái bạn kia của con á, bạn hăng quá rồi bạn nhảy lum la hết á. Cái xong rồi nhảy mà kiểu lỡ đụng chúng con một cái. Trời ơi, ảnh lại, ảnh nắm cổ áo của bạn con vậy nè. Trời ơi, lúc đó con sợ bắn người luôn. Con mới tóp hai người ra. Rồi con đưa tiền chú, con chạy về trước luôn. Trời ơi, đêm đó con với ổng cãi nhau quá trời luôn. Con muốn biết tại sao Giang biết cái người đó vậy rồi mà Giang còn ghen vậy? I believe her, but this time I don't know too much about gay because I live in Korea very long time. And don't know why it's very some culture shock to me in a gay. So I some can't understand it. But not now. Sau cái bữa đó tụi con cũng cãi nhau rất là nhiều. Nhưng mà con cũng là người đứng ra để xin lỗi ổng. Tại vì con cũng có sai trong trỏng. Thì sau cái lần đó xong thì về sau là không bao giờ lặp lại hết. Giang có điều gì chưa có feel good về con? Sometimes some very, I don't know where it make you angry, but very too faster to angry a while. And then I hope so you some more. When you're angry, I want you some listen to my talking. That's all. Tại vì con cũng là một kiểu người con rất là bướng, cũng rất là ghen nữa. Ủa, ổng có dính phốt gì không mà sao con ghen? Có, ổng có dính phốt. This time is just company dinner on one day and then have too much so many office worker people with her in my boss is near here but he take it one girlfriend. He sitting in here and then he take it one girlfriend and is sitting here but I don't want to make any mistake so I just turn back like this talking with my brother. And then don't know why when I go back home I saw this situation and I really don't know what happening to coming but she first saw about what's this I really don't know what I say what to do what situation is this. I feel too sorry and then I really don't know so how to say this situation. Cái lần đó con hiểu lầm, kiểu con suy diễn ra tùm lum thứ đó. Con điên lên, con la quá trời luôn, con hỏi là tại sao có cái này. Con ghen lòng, ghen lộn lên. Rồi cái ông khóc. Bên đây cũng 1 9 1 10 thì đó, có vừa đó. Tại bữa đó có phải nhờ ông sếp ông giải thích không? Dạ có. Có đúng không? Tại phải giải thích xong con mới yên tâm. Rồi còn tật xấu gì nữa không Giang? No, she's no. Perfect. Đúng không? Bây giờ Giang muốn vợ mình thay đổi điều gì? I just want about she more than became some wild, not wild, some mild.
That's all. Con thì mong muốn ông thay đổi điều gì? Con thì mong muốn là ông cũng hiểu con nhiều hơn, ít làm việc lại một xíu để quan tâm con hơn nữa. Rồi bây giờ là hai vợ chồng lấy nhau được bao lâu rồi? Con và anh lấy nhau được gần 3 năm rưỡi. Có em bé chưa? Hiện tại con đang mang thai 3 tháng. Wow, chúc mừng nghe. Cảm ơn. Chúc mừng anh Quốc Thuận, chúc cho hai mẹ con ha, đến ngày khai hoa nở nhụy thì là mẹ tròn con vuông, mau chóng cả gia đình cùng với cháu nội nghe về thăm ông nội. Trời ơi, rực rỡ. Thế tự nhiên tôi có cảm giác giống như đã gặp nhau ở đâu rồi ta. Chị có thấy chú rể giống đạo diễn Nguyễn Công Ninh không? Trời ơi. Ơi Công Ninh mặt vuông mà vuông góc cạnh mà vuông vậy luôn nè. Vela vậy mà em nói sao giống. Mà nó giống giống gì á. Mời bạn giới thiệu về mình, tên tuổi. Em tên Lê Hồng Vũ. Rồi làm nhân viên văn phòng. À. 35 tuổi. 35 tuổi. Em là Tú Quyên, năm nay em 23 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh online ở nhà và chăm em bé. Vậy là em cũng chênh lệch dữ quá ha. Đây là 35, đây là 23. Nhỏ hơn hẳn một con giáp. Dạ, 12 tuổi. Dạ. Em là gặp nhau trong trường hợp nào ạ? Thì cái đó là cách đây khoảng 5 năm. Lúc đó em được 18 tuổi, mở một cái quán cà phê nhỏ ở gần công ty của anh này làm việc. Thì anh này là một vị khách đặc biệt, là ngày nào cũng tới uống đều đặn nhưng mà lại không nói chuyện. Dạ thì sau cái lần đầu gặp mặt á, thì em thấy anh này xuất hiện ở quán em, tần suất nó nhiều hơn. Thế là em cũng nghĩ là chắc anh này anh cũng có để ý gì tới mình rồi. Thì em cố tình để lộ số điện thoại cho anh này. Cái ảnh như thế nào thì một tháng sau ảnh có gọi, nhưng mà gọi là nói em giao cà phê cho ảnh rồi vậy thôi. Thế là em càng làm mình cảm thấy khó chịu, bức xúc lắm. Dạ. Thế là em chờ thì đúng một năm trời, đúng ngày sinh nhật của em luôn, thì đùng cái tự nhiên tỏ tình. Thế là Vũ cũng đã để ý cô này từ trước rồi đúng không? Năm trời luôn. Một năm trời để ý em thì mới tỏ tình. Dạ. Cái câu tỏ tình đó như thế nào? Dạ thì chiều hôm đó thì anh gọi điện cho em. Anh nói là em ơi tối nay đi chơi được không? Thì mình bất ngờ là tại sao một năm trời không gọi mà hôm nay tự nhiên gọi đùng cái rủ đi chơi. Từ chối. Thôi em bận rồi. Cái anh nói là em cứ đi đi, khi nào về thì gọi cho anh cũng được. Em đi chơi tới 11 giờ mới về. Em cũng thử tới quán cà phê đó thì em cũng tò mò thử coi anh này có chờ mình thiệt không hay là chỉ nói xạo vậy thôi. Thì thấy quán về hết rồi, còn có mình ảnh à. Dạ ngồi buồn hiếu à, cái gặp em cái lập bập nói anh không nghĩ là em đến. Anh mới tặng hoa cho em. Rồi trong đó có một cái hộp quà nhỏ nữa. Cái ảnh nói là anh thích em từ lần đầu gặp mặt, nhưng mà thấy em còn nhỏ quá nên là anh sợ. Một thời gian tìm hiểu thì anh thấy em là người con gái tốt, thôi làm bạn gái anh nha. Thì cảm động quá nên là em gật đầu. Luôn. Dạ luôn. Có khi em nhận lời luôn đó. Mà em có mở món quà ra em biết nó là gì trong không? Dạ có. Cái món quà của đó thì cái thời gian mà em đeo ngồi uống cà phê, em giấu cái điện thoại đây, em chụp cái mấy khoảnh khắc của cô rất là nhiều tấm hình. Khoảng chụp em nhớ khoảng 400-500 tấm hình gì đó. Trời ơi. Em mới lựa ra khoảng chừng 25 tấm, cái làm lên thành một cái album, cái bỏ xong món quà cái chờ tới. Cái cú này mà không dính nữa mới lạ. Sau cái thời gian mà mình ngồi quan sát á, thì thấy cô này á là xung quanh quán là rất là nhiều người theo đuổi, mình phải tìm cái phương pháp nào đó nó thì mới cô được. 365 ngày đúng không? Rồi đó trồng uống 365 ly cà phê. Nhiều không? Một ngày uống 2 lần rồi. Trời ơi. Một cái là dính liền. Dính liền. Lúc em có người yêu chưa? Dạ lúc đó thì em cũng mới chia tay người yêu, cho nên đó cũng là một lý do mà em chấp nhận quen ảnh. Cũng không có thuận buồm lắm, nói chung là ảnh lúc nào cũng chiều chuộng em, nhưng mà em cảm thấy là em vẫn chưa quên được người yêu cũ. Thế là một tháng sau thì em mới quyết định là em nói với ảnh. Thì vì em vẫn còn yêu người yêu cũ của em vẫn còn đắn đo nhiều về người đó, cho nên là em cảm thấy rất là khổ tâm, cho nên em không muốn giấu anh. Nên em nghĩ là nếu như mà anh chấp nhận được thì mình tiếp tục sẽ chờ đợi em tới lúc em yêu anh, còn không thì ngày mai em không gặp anh nữa. Nhưng mà lý do gì mà em yêu người đó như vậy em lại chia tay với người ta? Dạ không, người ta giấu em, người ta có gia đình rồi. Có nghĩa là em yêu một cái người mà họ có gia đình rồi mà họ giấu em. Dạ không biết. Dạ. Vũ biết cái chuyện đó đúng không? Thì sau khi mà nhận lời yêu em một tháng rồi đó, rồi lúc đó cõi kể ra mới biết. Hơi sốc, nhưng mà lúc đó em mới nói cô một câu á là thôi em cứ tin anh đi, anh sẽ làm cho em yêu anh nhiều hơn, sẽ quên hẳn. Đây là cái tiếp người đàn ông mưa dầm thấm lâu.
ảnh lúc nào ảnh cũng muốn cho em vui, rồi ảnh làm cái này làm cái kia, làm cái em thực sự là yêu anh này thiệt sự. Thì hai đứa mới tiếp tục yêu nhau rồi mới đến kết hôn luôn. Bao lâu? Hai năm. Hai năm tụi em kết hôn. Rồi bây giờ là về ở với nhau rồi, em có điều gì cảm thấy bất ngờ ở anh Vũ này không? Cuộc sống hạnh phúc lắm hả Cưng? Dạ có. Quá chu đáo mà. Dạ hạnh phúc, nhưng mà ở vấn đề lớn nhất của vợ chồng em á là anh này ảnh quá nhường nhịn em chiều, cho nên làm cho em cảm giác cuộc sống vợ chồng đôi khi nó nhàm chán. Ủa gì kỳ vậy? Người phụ nữ á, ví dụ như nếu mà được một người chồng mà yêu thương và chiều chuộng như vậy thì đáng lẽ em phải hạnh phúc chứ. Nhưng mà em là thích mẫu người khác. Em thích trong cuộc sống nó phải có những cái gì đó tranh cãi, thì đã là vợ chồng thì phải xung đột, phải tranh cãi thì mới hiểu nhau hơn. Đằng này thì chiều thôi, chỉ cần em muốn cái gì là được, em đòi cái gì là được. Là nhiều khi em thấy khó chịu lắm. Cụ thể đi. Dạ, ví dụ là kết hôn khoảng một tháng thì em mới nói là anh ơi sao thấy hai đứa mình chán chán sao á, không có chuyện gì nói, không có chuyện gì gọi là để tranh cãi á, anh không gái gú cũng không nhậu nhẹt, thôi thử anh đi nhậu coi. Cái em nói vậy thì thử coi phản ứng ảnh này sao. Thì tự nhiên ảnh đứng lên thay đồ cái đi mất tiêu luôn. Đi nhậu? Dạ, tới 11 giờ ảnh gọi cho em ơi ra quán rước anh đi, anh say có về không được. Trời ơi. Cái em ra quán thì thấy ổng nằm gục trên bàn á, cái em hỏi là sao anh uống dữ vậy, không biết uống thì đừng có uống. Anh nói em muốn vậy nên anh làm cho em vui thôi. Đi nhậu với bạn? Dạ, nhậu một mình. Nhậu một mình vậy đó. Rồi là cái... tôi làm cái gì thì cũng làm đúng không? Kêu đi nhậu mới đi nhậu liền. Anh nói anh có bồ đi coi, ổng có dám có bồ không? Dạ, có giờ em yêu cầu vậy chưa? Em rồi, em nói rồi mà chưa. Chỉ có một lần đó thì em đi sinh nhật bạn. Em cố tình về trễ. Rồi em giả vờ em về, rồi em còn say thưa, rồi em giả bộ khóc lóc ói tùm lum thử coi ảnh phản ứng có giận dữ lên không. Về ảnh cũng lẳng lặng săn sóc vợ rồi thế này thế kia, cái em mới bực mình quá. Em mới nói là em không biết là anh nghĩ cái gì nữa. Em muốn là em làm sai thì anh phải nói. Cứ như vậy là có ngày anh mất vợ cho coi. Em có nói với ảnh vậy luôn. Rồi lúc đó em phản ứng sao? Không, thật ra thì em làm cái việc gì cũng có cái lý do của vợ em thì có tính là hơi bốc đồng hay thích thể hiện cái tôi của mình á. Nít mà. Dạ. Thế với tính tình cũng hơi nít. Vợ em mà làm cái chuyện đó ra là cũng muốn thỏa mãn cái tôi của cô ấy thôi. Thì em mỗi lần mà cô ấy gây chuyện á thì em càng gây á thì em càng nhịn. Để nhịn để nói chung vừa là rèn cho cô ấy cái tính kiên nhẫn. Mai mốt em đâu em thử nói là em đi với bồ cũ của em hoặc là em có người yêu mới, rồi anh phản ứng làm sao? Dạ rồi, em nói rồi. Em nói rồi. Nói rồi luôn hả? Dạ, có ghen không? Gần lần đây nhất là cái người yêu cũ gọi điện cho em. Nói là muốn mời em đi uống cà phê. Xong kể cho anh nghe. Em kể lần đầu cái anh không phản ứng gì hết. Lần thứ hai anh cũng không hỏi lại gì hết. Lần thứ ba em hỏi lại, cái bực mình quá em mới hét lên. Em mới nói là sao anh cứ như vậy hoài vậy, sao không nói nữa. Cái anh chỉ cười thôi. Anh cười rồi anh nói là tại vì anh biết em đâu dám làm đâu. Trời đất ơi. Anh nói vậy. Mà hỏi nè, giờ ví dụ như vợ vợ em đi chơi với bồ cũ thiệt thì phản ứng em sao? Thế phản ứng lại liền. Phản ứng sao? Nói chuyện. Nói chuyện thôi. Nói chuyện. Nhưng mà bây giờ nè. Vậy hả? Bây giờ cho ví dụ luôn đi. Ví dụ là em đang đi ngoài đường, em thấy cái người đó chở vợ em đi ngoài đường. Giống thể hiện như thế nào? Em sẽ chạy tới chặn đầu xe lại liền. Rồi em làm nhào gì? Xuống. Em làm gì? Chào anh. Tôi không hài lòng về cái cách anh chở vợ tôi đi như vậy. Hay sao? Em thì không sẽ xử sự như vậy. Em sẽ kêu bà em xuống nói chuyện. Nữa. Bà em thì em cư xử sao cho nó. Trời ơi, hiền quá vậy. Trời ơi, gặp tôi là gặp. Tôi xé áo cho đó. Rồi bây giờ tự nhiên em có một cuộc sống mà nó... già sớm vậy đó. Thực sự sống mà kiểu vậy là thấy già sớm đó. Thế là em muốn ngang tuổi với chồng em rồi đó. Đúng không? Là tại vì á, thường những cặp vợ chồng trẻ đó em, là có xung đột, có gây lộn, có tranh cãi, rồi thậm chí là ăn to nói lớn. Tức là những cái vợ chồng trẻ đó, vợ chồng son á, là thường là xảy ra những trường hợp như vậy. Còn ở đây á, là một cuộc sống nó yên bình như một mặt hồ phẳng lặng vậy đó. Em nghĩ là có lúc nào em mơ tưởng đến một cái hình bóng nào đó không phải là chồng mình không? Giống như là về tư tưởng á. Chứ cũng có một số lần nghĩ rồi vậy rồi thôi, chứ cũng không có muốn thay đổi điều gì. Cái hình ảnh mà em nghĩ ngợi á, nó ra làm sao em nói cho chị nghe coi. Thì giờ em vẫn luôn thích cái tiếp người đàn ông là phải là trụ cột của gia đình. Người đó phải tỏ rõ cái bản lĩnh của mình á. Đó vậy nè, chị muốn hỏi em như vậy.
mà hỏi em để em trả lời chị, nhưng thực sự là chị muốn chồng em nghe. Thì nè, cái tình cảm của em dành cho vợ em á, chị cảm giác giống như một cái bộ phim nào đó. Một cái bộ phim nào đó nó bay bay và cái nó bay bay, nó quá lãng mạn, mà một cái nhân vật Hàn Quốc yếu đuối khá là như vậy. Thế nhưng mà ở đây nó bị phiến diện. Tết đêm nay coi một bộ phim lãng mạn, ngày mai một bộ phim lãng mạn, người đàn ông đó chỉ có biết khóc và khóc mà thôi, chắc chết. Em hiểu ý chị không? Ở đó rằng em hơn vợ em tới một con giáp lận 12 năm, nó không có ngắn đâu, nó dài lắm em. 12 năm trời cho một người phụ nữ á, là nó trải qua rất nhiều những cái cảm xúc, những cái thăng trầm, những cái mà chuyển đổi. Cho nên rằng á, em phải, tức là em đã làm được gần hết những cái việc cho vợ em rồi, nhưng còn thiếu một cái là phải cho vợ em á sống với một cái cảm xúc được làm một đứa con gái còn nhỏ tuổi, giống như con nít vậy đó. Lấy em thực ra 23 tuổi, còn nhỏ xíu à. Đúng không? Nhỏ xíu à. Đó, cho nên rằng á là sao vậy? Sao tự nhiên mắt dơm dớm vậy? Chị nói em muốn nói gì? Chị nói đúng không? Có nghĩa là cái điều em muốn là cái điều đó, đúng không? Chứ để tội nghiệp là bị mất đi một cái khoảng thời gian nó rất nhiều. Em hiểu ý chị không? Có nghĩa là chịu khó coi phim, nhưng mà nhiều loại phim chứ đừng có phim. Đúng rồi, trời, hành động. Nếu mà chồng em mà làm được cái điều đó thì em sẽ là một người hạnh phúc nhất trên đời này, đúng không? Dạ. Rồi, chị cảm nhận. Xin chúc hai bạn hạnh phúc. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận, chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Tụi em là tụi con chứ, đúng không? Tụi con là Quang Minh, Việt Trúc. Thì mọi người hay gọi tụi con là TZ và Led. Tụi con là nhà sáng tạo nội dung trên mạng. Và tụi con cũng vừa mới có một cái đám cưới 10 năm. Dạ. Tụi con quen nhau 9 năm thì cầu hôn và 10 năm đám cưới. Đâu con giới thiệu giống như một cái lý lịch trích ngang về con cho cô nghe coi nè. Tên đầy đủ rồi tuổi là bao nhiêu tuổi nè. Dạ, con tên là Huỳnh Quang Minh. Con năm nay là 28 tuổi, bằng tuổi với vợ con luôn. Dạ. Rồi. Con chủ yếu công việc của con là sáng tạo nội dung thôi. Dạ, con chủ yếu là con có một vài công ty riêng. Dạ, con là nhà đầu tư và có sở hữu những công ty riêng, nhưng mà sao con không tranh thủ con kể để con PR luôn đi. Đó, đây là cơ hội cho trời đất ơi, chị Vân chị đã mở lời như vậy rồi. Trời, đây là những cái phút rất là tuyệt vời. Chúng ta có thể tranh thủ, chúng ta show up và giới thiệu về công việc cũng như là công ty của chúng ta. Mời con. Dạ, thì con có một quán cà phê Nghỉ Điên Làm Chất. Dạ, con có một cái cửa hiệu bán những cái đồ couple, những cái đồ đôi, những cái áo đôi, những cái đồ tình yêu. Và tụi con có một cái doanh nghiệp làm về những cái đồ để phục vụ cho những cái khoảnh khắc yêu nhau nó tốt hơn. Wow. Dạ. Người ta là tuổi trẻ tài cao, bạn này tuổi trẻ giàu to. Trời, quá dễ thương. Và các bạn, và hai đứa con là có một cái nickname rất là nổi tiếng ở trên mạng là TZ cái gì Lép. Và Lép. TZ và Lép. Dạ. Rồi mời con. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận, chào tất cả mọi người. Con là người yêu của anh Minh được 10 năm và bây giờ đã trở thành vợ chính thức. Dạ. Rồi, tên họ đầy đủ nè, lý lịch trích ngang nè. Dạ, con tên là Nguyễn Việt Trúc. Và mọi người gọi con là TZ. Dạ. Con bằng tuổi, con nói, nói tuổi đi. Con bằng tuổi với lại anh Minh, tại vì ngày xưa tụi con học chung cấp 3 lớp toán ở quê. Dạ, và lên đại học thì tụi con quen nhau tới bây giờ. Hiện tại là các con đang ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở đâu? Dạ, tụi con ở Hồ Chí Minh luôn. Quận mấy? Dạ, quận 4. Cà phê ở đâu? Quán cà phê ở quận mấy? À, dạ, quán cà phê quận 10, Monkey in Black. Dạ. Quận 10 à? Ở đâu? Phường mấy? Dạ. Tại nhà tôi quận 10. Dạ, Sư Vạn Hạnh. Sư Vạn Hạnh à? Đối diện. Ngày nào tôi cũng đi, coi như tuần nào tôi cũng đi Vạn Hạnh Mall cả. Dạ, đúng rồi, đối diện luôn. Vạn Hạnh Mall. Ok. Là em rủ vợ đi hay đi mình? Trời ơi, người ta đi đâu đi vô cà phê đúng không? Là ngủ dĩ nhiên là ngủ vợ rồi. Okay. Đúng không? Thì phải hỏi cho nó đâu đó rõ ràng. Mà đi cái chỗ cái mall kia đó là tuần nào cũng đưa mấy đứa nhỏ đi. À, làm một bên là đi vợ, một bên là đi với con đúng không? Đó đó đó, sắp tới coi là chia phe. Ủa nhưng mà nó là Monkey vậy con? Dạ, Monkey in Black. À rồi. Dạ. Có thể ngày mai chú sẽ tới đó. Dạ. Rồi, bây giờ hãy kể cho chú với chị Vân nghe về cái câu chuyện tình của các con. À, hồi nãy tôi con có kể là chú với chị Vân, trời ơi, nghe nó nghịch nghịch cái ngôn từ. Chú kể cho chú là chị Vân, Vân của chú á, chị Vân của chú thì nha. Thiếu chữ của chú, thiếu cái chữ chú thôi mà đó. Không sao cả nha. Hồi nãy tụi con nói là tụi con quen nhau từ cái thời đại cấp học. 3 Dạ, ở dưới quê biết nhau ở cấp 3, tại vì học chung lớp cấp 3, nhưng mà yêu nhau là lúc, yêu đúng không? Dạ, yêu nhau là lúc đại học. Thôi từ lúc đại học đi. Thôi bây giờ từ lúc đại học các con bắt đầu yêu nhau như thế nào? Dạ, Trúc thì học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Con thì học Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hai cái đó nó sẽ giao nhau ở một cái chỗ là Hàng Xanh á. Thì ở dưới quê tụi con á, thì khi mà lên đây thì không có ai quen biết cả. Thế là hai đứa, thực ra thì hồi cấp 3 tụi con rất là ghét nhau.
Tụi con cũng không ưa nhau ấy, tại vì đây là bí thư. Đây là thủ quỹ, con là bí thư. Thì một đứa thì giữ tiền suốt ngày đòi con, mà con lúc nào cũng muốn xài tiền của lớp. Một đứa giữ tiền, một đứa quyền lực, đúng không? Con phá tiền. Thế là khi mà lên đây á, thì bắt đầu hai đứa cũng không có quen biết ai. Thế là cũng cứ đèo nhau, đi chơi với lại là nói chuyện với nhau. Nhưng mà sao không biết làm sao, tự nhiên đang không thế là dính. Thế là dính hả? Tự nhiên thế là dính hả? Ủa nhưng mà cấp 3 đó, tại sao con lại không ưa anh này? Dạ, tại vì đây là một hình mẫu đối ngược lại với con luôn. Con là một cô gái rất là chính chuyên. Đi học không bao giờ bị thầy cô nhắc nhở về những cái vấn đề liên quan tới hạnh kiểm các thứ. Nhưng mà anh này thì luôn ngồi sổ đầu bài, tại vì nói chuyện riêng trong lớp. Ôi sao thắc mắc nha, tại sao bí thư mà lại là một cái người mà giống như ngoại giao vậy, có thể nói chuyện cả ngày được không ạ? Rất là nhiều chuyện luôn, tới tận bây giờ luôn á chú. Tức là không thích người đàn ông nói nhiều. Dạ, con rồi. Cũng đâu có ưa đâu, tại con thích con gái năng động. Dạ. Nhỏ này đụt lắm. À, dạ. Nhỏ này trong mắt con là hồi đó là chỉ có số này nhìn lên bảng, nhìn xuống bảng thấy giống như con gà gật gật. Như vậy là cái thời đó là không ưa nhau, nhưng mà lên đại học thì cái điều gì mà khiến cho các bạn lại thay đổi? Xa quê đó em, xa quê xa nhà không ai chơi á. Cũng cái điều đó luôn á. Cũng cái điều đó luôn á chú. Cái gì nữa? Ví dụ như là con thích là cô nè, cô nói phân tích có đúng không? Dạ dạ. Ông bí thư này á là coi như ổng quậy quá, hiểu không? Rồi cũng không ai ưa ổng, không ai chơi với ổng. Rồi cô này á là mọt sách quá, rồi cái cũng không ai chơi với cổ luôn. Cái hai đứa phiêu dạt lên Sài Gòn cái gặp nhau. Cái cũng không ai chơi tụi nó luôn, cái tụi nó gặp nhau, cái tụi nó chơi với nhau. Chơi nhau. Chứ giờ ai chơi tụi nó? Có nghĩa là từ ghét thành thương, từ ghét ghét thành thương thương, hay là do các bạn dậy thì muộn. Là lên tới đại học rồi mới bắt đầu dậy thì, rồi lúc đó là mới biết cảm mến nhau. Bạn nói là tụi nó không có ai chơi tụi nó buộc lòng phải chơi với nhau. Đúng không? Đúng không? Sao nghe cô đơn quá. Cô đơn mất giá quá. Sao? Con như hồi nãy con nói thì cũng cái tính này mà làm con yêu. Ừ. Tại vì hồi xưa thì đúng là con thích con gái năng động thật. Ừ. Nhưng mà đến cái thời mà bắt đầu mình tự nhiên mình lúc đó đúng là nghĩa là cô đơn giữa Sài Gòn á. Ừ. Thế là mình mê nói mà không có ai nghe. Con nhỏ đứng ngồi sau xe nó nghe. Nghe từ đoạn cuối luôn. Nghe chăm chú lắm. Ủa vậy mà chấp nhận cho chở đi hả? Dạ cho chở chứ. Tại lúc đó có con xe Đã nói là không có ai chơi mà. Bây giờ có nhờ ai cũng đâu ai chở. Chỉ có con bé này chở thôi. Nó thương bé dễ sợ luôn. Và nhỏ nó cũng thương nhỏ luôn, nhỏ chịu đựng nghe. À, cuối cùng nghe viết thành ghiền đúng không? Dạ, con thích nghe tại vì con không biết nói gì. Rồi đến khi nào thì bắt đầu là hai đứa mới là cảm mến nhau, rồi bạn này cũng như tỏ tình với con? Dạ, tụi con không có một cái lời tỏ tình chính thức. Nhưng mà con vẫn còn nhớ hồi đó ảnh có nói với con sau một lần đi chơi về là anh có cảm tình với em. Cảm tình chứ không phải là tình cảm nha. Ý là kiểu mặc dù thể hiện là có thích mình đó, nhưng mà vẫn nói như kiểu giữ giá. Và cái khoảnh khắc đó thì con nghĩ là ok, mình có thể tìm hiểu nhau, tiến triển với nhau hơn. Và tụi con mặc dù không có cái ngày chính thức tỏ tình, nhưng mà tụi con ra mắt gia đình hai bên cũng như là công khai nhau khá là sớm. Là từ đó là biết, tất cả mọi người đều biết là hai đứa quen nhau chính thức. Là cái đại học lên đây, đại học năm thứ nhất luôn hả? Hay là năm thứ hai? Khoảng năm nhất, năm hai. Năm thứ nhất là bắt đầu công khai với gia đình luôn. Dạ, công khai theo kiểu là khi mà mẹ anh Minh lên Sài Gòn chơi á, thì anh Minh sẽ dẫn con đi cùng. Thì đúng rồi, vậy là công khai gì nữa. Đây là bạn gái con đi theo, đi cùng đi ăn chung với gia đình, đi chơi chung với gia đình, đúng không? Thay vì phải về quê ra mắt thì thật ra là mẹ lên thì cũng như ra mắt mẹ luôn. Đó, nhưng mà ra mắt mẹ là lúc đó. Bây giờ cái việc ra mắt và cái nụ hôn đầu tiên là cái nào nó có trước? Dạ, cái nụ hôn đầu tiên có trước. Đứa nào bật mí cho chú nghe cái vụ nụ hôn á. Có gì kỳ chứ? Trời ơi, chị nhớ công nhận vậy? Em tò mò ghê. Không phải em không có tò mò, nhưng mà rồi cái gì nó cũng phải đến thôi hả? Thôi lỡ nói luôn đi con, mệt mỏi quá. Dạ, không biết vì sao nhưng mà con không có nhớ những cái thứ chính thức. Nhưng mà nhớ những cái thứ mà nó hơi hơi chính thức thôi. Là kiểu hôm đó con với anh Minh đi chơi, hai đứa còn nghèo á, nên là ra công viên hẹn hò. Thì hôm đó anh Minh có ý định hung con. Con có thể nhìn luôn. Ra đúng rồi, con có thể nhìn ra cái ý định đó. Xong rồi lúc ổng tiến tới chuẩn bị hung là con né đi chỗ khác. Xong rồi con giả bộ là ủa cái này là vô tình né thôi chứ không có cố ý đó. Nhưng mà con biết là ổng có ý đồ hung mình. Rồi sao? Có nghĩa là mình hung cái đầu, cái phát đầu nó hụt. Có hung tiếp phát nữa không? Bị quê không? Bây giờ để cho Minh nói cảm xúc lúc đó đi con có bị quê không? Dạ con nói thiệt là con không nhớ lúc đó luôn. Ủa sao vậy? Nó không ấn tượng gì à? Dạ tại thường chúng ta hay xóa đi những ký ức mà chúng ta bị quê. Nghĩa là quê đó. Lâu lâu hay nhắc câu chuyện này á, nhưng mà con hay kiểu phủ nhận, kêu làm gì có, nghĩ sao mà anh chủ động hôn em được, không thể nào có chuyện đấy được. Nhưng mà trong buổi hôm đó ngay sau đó là con có đoạt được nụ hôn không? Dạ, không. Ồ, vậy là con không có bản lĩnh rồi. Trời ơi, mà mình chảnh mà cô. Thôi ra mà có hụt ra là tôi chụp cái mặt là tôi kéo vô tôi hôn luôn. Không có né đâu được hết trơn. Đó là hàm hồ. Đó, vậy thì cái nụ hôn đầu tiên đó là mà trúng đó. Sau đó là cách nhau bao lâu? Dạ con không nhớ thiệt. Không nhớ. Con chỉ nhớ cái lúc hụt thôi.
Minh có nhớ không? Dạ không luôn. À thiệt là chúc tụi mừng con ha. Mắc cười lắm. Tụi con là không có những ngày như vậy, những ngày gọi là chính thức không biết là từ khi nào. Nhưng mà chỉ nhớ ngày cầu hôn là khi nào thôi. Rồi tụi con cũng sẽ không có nhớ ngày tặng quà đầu tiên khi nào, chỉ nhớ ngày trao nhẫn cưới thôi, kiểu vậy á. Thật sự là mình không nghĩ là các bạn này lại có một cái kỷ niệm rất là sâu sắc như vậy. Không có nhớ gì cả. Rồi Minh cầu hôn với vợ như thế nào? Dạ thì lúc đó là 9 năm. Thì thật ra có một câu chuyện rất là huyền thoại cặp đôi tụi con đó là... Ủa là mới đây đúng không? Dạ đúng rồi. Thì thời điểm đó thì tụi con là quen nhau cũng rất là lâu. Và từ cái thời mà hai đứa đúng nghĩa là hai bàn tay trắng thôi. Thì cái thời điểm đó con có nói với TV là nếu như ngày sau này mà anh còn xứng đáng với em á, nghĩa rằng là cái bản lĩnh của anh đủ ở đây nghĩa là đủ tài chính nè, đủ bản lĩnh nè, đủ cái kiềm chế cái tôi mình lại để giữ gìn hạnh phúc, thì anh sẽ cầu hôn em. Lúc đó thì nếu như mà anh nghèo thì anh sẽ cầu hôn em bằng nhẫn cỏ. Thế là cái thời điểm mà con cầu hôn Trúc thì lúc đó là 9 năm. Tại vì con hứa với Trúc đó là lời hứa 10 năm, cho anh 10 năm để anh cố gắng. Vì 18 tuổi nó 28 tuổi, lúc đó 9 năm rồi, sắp deadline rồi. Thế là con biết mình đừng có đám cưới, con cầu hôn. Thì con mới làm cái nhẫn cỏ đúng nghĩa đen. Nhưng mà cái cỏ của con làm bằng vàng trắng này nọ. Xong cũng ngầu lắm. Thế là con mới giả vờ con thuê. Con nói với Trúc là ngày hôm đó là có tài trợ một cái sự kiện ở trên du thuyền. Thế là Trúc cũng súng xính đi, mặc đồ lên đẹp lắm. Xong mọi người trong đó là con cũng giả vờ cho hướng dẫn viên ngồi nói các kiểu. Xong bước lên du thuyền thì ngay ở giữa, ngay cái đằng trước một cái hoàng hôn thì con mới cầu hôn Trúc. Cái clip đó cũng khá là viral. Wow, lãng mạn quá. Cũng khá là vui, tại vì đó là lời hứa, chỉ có tức một cái là nhỏ này không nhớ gì lời hứa luôn. Vậy hả? Không nhớ gì luôn, trời ơi. Thì Trúc có anh một có câu... hứa gì em không? Phải Tí hứa hay là hứa với ai? Trúc, tại vì Trúc có một cái nguyên tắc là Trúc sẽ không có nhớ những lời hứa của con. Tại vì Trúc luôn nói là sợ là hôm nào mà hứa thì đó là lời hứa thật lòng của con lúc đó. Nhưng ngày mai thì sẽ không phải là con lúc đó nữa. Cho nên là sẽ không có quá mong chờ về điều đó. Và lúc con nói Trúc không nhớ, xong con kiểu hả? Ủa chứ không phải bữa giờ em cố gắng em nhá đèn để anh cầu hôn hả? Cho nên là lúc đó cả hai đứa đều bất ngờ hết. Con cũng bất ngờ luôn, con cầu hôn mà con bất ngờ luôn. Vậy hả? Nhưng mà cái trạng thái của con cái lúc đó như thế nào? Khi mà tự nhiên có như giữa một cái hoàng hôn rực rỡ như vậy và có một cái người bạn của mình quỳ xuống và trao chiếc nhẫn cỏ làm bằng bạc. Làm bằng vàng trắng. Vàng trắng là bạc. Ừ, cái bạc với vàng trắng nó khác giá dữ lắm em. Vâng, em nhầm. Bằng vàng trắng. 9 năm sau là anh ấy đã đó, thành đạt rồi. Đó, nhưng mà vẫn nhớ là cái chiếc nhẫn cỏ, đúng không? Là sao? Tâm trạng dạ. Như nào? Tự nhiên nhắc lại cái con xúc động à. Con lúc đó là đã quen được 9 năm rồi và con nghĩ là hai đứa sẽ về chung một nhà và sẽ không có một cái cầu hôn nào hết. Tại vì nó giống như cái lúc mà yêu nhau á thì không có một lời tỏ tình chính thức. Thì cầu hôn con cũng không cần luôn. Nhưng mà không ngờ là chồng con lại làm cho con một cái buổi cầu hôn đáng nhớ tới như vậy. Giờ nhắc lại con vẫn còn nhớ xúc cái hình ảnh, cái cảm giác lúc đó. Mà cái nhẫn đẹp không cô hỏi thiệt? Dạ cái nhẫn rất là sến. Nhẫn đó con tự thiết kế luôn á. Trời ơi, đẹp không vậy? Dạ không, cái này sao mà dám đeo? Bây giờ chị hỏi em là vàng trắng mà nó quả tiết thành những cái cỏ là nội mà đeo cái đó không là nó rắc vô quần, vô áo, đúng nó rồi, đâm đúng vô rồi, da, vô thịt. Trời ơi, làm chị sao mà đeo được? Lắm đúng không? Đúng rồi. Anh rất là tự hào với cái nhẫn đó. Thì con cũng rất là yêu cái nỗ lực của ảnh. Nhưng mà để nói thật lòng là nó có đẹp hay không thì nó rất là sến. Nó rất đẹp và tất cả mọi người đều rất thích luôn. Tại vì cô biết không, cái thương hiệu mà lúc mà con làm cái đó là sau mà con có public cái tên đó thì là thương hiệu đó liên tục được đặt order để làm nhẫn cầu hôn. Trời ơi, nói chung là không cùng gu thôi. Ủa nhưng mà lúc ra cái năm đó là năm nào con? Dạ là cuối năm 2021. Rồi 9 năm yêu nhau vậy tụi con có cái sóng gió gì không? Hay là nó trơn tru mộc mạc vậy đó? Dạ sóng gió tính theo ngày vậy con. Những cái sóng gió của tụi con là cái người trong cuộc không có nhận thức ra luôn. Kiểu như khi mà mình làm sáng tạo nội dung về tình yêu á thì mình luôn có một cái tưởng tượng, một cái màn trắng là tình yêu của mình luôn hoàn hảo. Nên là khi mà có những cái vấn đề gì liên quan tới việc mà hai đứa khó kết nối với nhau hay là ngày càng xa cách nhau á thì tụi con không có nhận ra điều đó. Và nghĩ là mọi thứ nó vẫn đang ổn. Thì tụi con có một cái giai đoạn là quen nhau tầm 6-7 năm là hai đứa bắt đầu không có tiếng nói chung. Anh Minh thì stress vì lúc đó công việc của anh Minh chưa có đi tới đâu á, kiểu cảm giác mình chưa có thật sự có sự nghiệp trong tay á. Còn con thì lúc đó mới tốt nghiệp đại học xong, nhưng mà con lại không đi theo cái ngành của con. Và cũng đang rất là chênh vênh, kiểu như không biết mình nên làm gì. Và hai đứa không có tiếng nói chung trong khoảng thời gian đó và xa cách nhau rất là nhiều. Tự dưng là lạnh nhạt, nguội lạnh đó. Dạ đúng rồi. Mất bao nhiêu lâu? Dạ con nghĩ là một năm hơn.
Wow. Dạ. Các con có từng chia tay nhau không? Dạ rồi. Dạ rồi. Chia tay lâu không con? Cái thời điểm đó là dạ 5 ngày. 5 ngày. Ai là người chủ động nói cái lời chia tay? Dạ, Minh nói chia tay xong con. Okay. Ai là người chủ động mở cái mỏ gọi là hàng gắn hả? Lý do là Minh nói chia tay là sao? Dạ, con chia sẻ thật là hồi nãy con có nói về cái lời hứa lúc 9 năm á, tại vì con luôn nhớ cái lời hứa trong lòng. Thì 6 năm, lúc đó là 6 năm thì cô có tưởng tượng là từ năm nhất đến năm 6 kiểu là mình cũng sẽ mong chờ là ví dụ như 9 năm thì có cái nhà đi thì từ năm nhất đến năm 6 thì cũng phải có được kiểu 1 tỷ hay gì đấy. Nhưng mà thời điểm đó thì con thất bại rất là nhiều. Con mở công ty nào ra là con thất bại công ty đó luôn. Và được cái thì nó không nợ thôi. Nhưng mà mình cứ về mo hoài, nghĩa là về zero hoài. Thế là mình nhìn vào người yêu mình cũng mà mình nghĩ là vợ tương lai thì mình nghĩ cảm giác là mình ngày càng không xứng đáng, tự ti. Thật ra đó là một cái sự hèn á cô. Nhưng mà ở cái thời điểm đó khi mà mình không còn đủ tỉnh táo nữa thì mình sẽ không có mình sẽ không kiềm chế được. Và vì mình không dám nói ra, không thể nào là một người đàn ông dám nói ra là ok, anh thất bại quá nên anh không dám ABC. Nên nó tạo ra một cái sự tự ti nhất định. Và chính cái sự tự ti đó nó làm cho con ngày càng phản ứng ra với những cái mà không nên phản ứng như vậy. Chuyện rất là nhỏ mà tự động con bật lại nó rất quá là nhạy cảm. Nghĩa là bình thường một cái chuyện đó là bình thường. Nhưng ngày hôm đó đối với con là nhạy cảm. Ví dụ như Trúc đi qua một cửa hiệu với Tots & Kids đi. Trúc thấy cái túi đó, Trúc chỉ đứng nhìn lâu thôi. Con cũng bắt đầu cảm giác nhạy cảm. Vì tại sao mình không có đủ tiền để mình làm điều đó. Thế là vì những cái chuyện đó nó cứ ở trong lòng mình hoài. Lúc đó rồi nó cứ dồn nén những cái chuyện khác ngoài lề. Lúc đó con mới bùng lên, con mới nói chia tay. Nhưng mà đến cái thời điểm chia tay xong mắc cười cái là lúc chia tay cũng anh hùng lắm. Kiểu là chắc chắn nhất rồi á. Nhưng mà trong 5 ngày tiếp theo con nhốt mình trong cái kho của công ty con. Là giống như là tụi nhỏ hay nói là thời điểm đó sợ lắm. Tại suốt ngày phải đi tiếp tế lương thực cho con á, tại con không muốn ra ngoài. Và đúng là trong 5 cái ngày đó là con ở trong phòng tối đó, con cảm giác là cái thứ duy nhất con nghĩ là Trúc thôi. Nó giống như cái cảm giác con hay so sánh là lúc mình ở bên nhau á, khi mà cái tình cảm nó qua giai đoạn tim đập thình thịch rồi á, thì nó giống như hơi thở vậy. Mình không bao giờ mình biết trân trọng hơi thở của mình á, cho đến khi ai bóp mũi mình 5 giây là mình thấy là mình tắt thở. Thì đây cũng vậy á. Thì đến lúc mà con biết là con đã mất Trúc rồi á, thì con kiểu con thèm khát có lại được khủng khiếp. Và đến trong những ngày đó con nghĩ rằng chỉ cần có chút thôi, cái gì cũng được. Đó là thôi cố gắng 5 ngày sau kệ, nhắn tin rồi năn nỉ quay lại các kiểu lum la. Con chủ động luôn. Dạ con chủ động nhưng may quá chút cũng đồng ý. Tại lúc đó mình cũng nghĩ là tại con có nguyên tắc là con sẽ làm hết mức có thể. Nếu được thì thôi. Nhưng may quá là một người dám làm và một người dám chịu, thế là ok rồi. Nhưng mà được một cái là sau cái thời điểm đó, tự nhiên đúng cái thời điểm đó khi mà xác định là thứ hai đứa cần là tình yêu thôi á, thì tự nhiên sự nghiệp con thăng tiến dựng cột luôn. Thế là đủ tự tin đó. Tự nhiên lúc đó mình tự tin lúc nào mình không biết luôn á. Dạ, không còn tự tin nữa đó. Không còn tự tin nữa là mình làm được thành công đó em. Còn... Và Trúc thì chắc trong 5 ngày cũng mong chờ cái cuộc gọi điện thoại của ảnh đúng không? Dạ, con với ảnh tính giống nhau. Hai đứa mạng hỏa nên rất là hổn. Ảnh đòi chia tay thì con chia tay. Con có giá của con mà. Đó nên là tại vì cái lý do mà hồi nãy ảnh mới nói á, là sau này con mới biết. Chứ còn lúc đó là ảnh hành xử rất là kỳ lạ. Tức là ảnh hành xử không, mình cảm nhận được là không có còn tình thương cho mình nữa. Đúng nên rồi, nó không yêu mình nữa đó. Dạ, đúng rồi, nên là con cũng ok. Mày nhưng mà con khóc nhưng mà con ok. Nhưng mà cô hỏi con lúc đó là công việc của con thì nó lại là anh Đông Hay đó là con cũng đang làm công ty chung với anh Minh luôn. Rồi con trước giờ làm mọi thứ với nhau luôn. Công ty cũng cổ phần chia cho nhau. Rồi công việc sáng tạo nội dung cũng làm trên kênh của nhau luôn. Nhưng mà lúc đó khác bây giờ, ở một cái là cái công việc lúc đó nó chưa phải là con. Nó chưa có khiến con cảm thấy là mình là chính mình đó. Nên là con chưa có mê cái công việc đó. Dạ đúng rồi. Thật ra như thế này, cái giai đoạn mà một người đàn ông mà cái tuổi mà thành, có nghĩa là đi làm sớm giống như chồng con á, chắc chắn là khi mà trải qua những cái giai đoạn là thất bại á. Lúc đó là hai đứa có nhà chưa? Dạ chưa. Rồi lại chưa có nhà. Cơ máu gạo tiền rồi tiền thuê nhà đã gì, thất bại công ty nữa, thành chắc chắn là bạn này không stress, không bị trầm cảm nặng đã là một cái thành công rồi. Dạ. Đó. Rồi, thực ra là cái 28 tuổi của tụi con mà tụi con sự nghiệp như vậy là ok lắm á, tại vì người đàn ông á thường là bắt đầu từ 30 đổ đi á. Là lúc đó là thường thì họ bắt đầu mới thành đạt. Nhưng chắc mà á. Con có suy nghĩ đơn giản là tại vì vợ con bằng tuổi. Tại vì nếu như mà yêu nhỏ tuổi hơn thì con nghĩ là tầm 30 hoặc là hơn cũng không sao. Nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện là năm 28 tuổi thì tại con luôn suy nghĩ là phụ nữ sau 30 đẻ nó sẽ gặp nhiều khó khăn hơn rất là nhiều. Và nếu mình không vững, mình không có một cái mái ấm, mình không có cái nhà, mình không đủ bản lĩnh để mình nuôi con. Nói đâu xa, đừng có nói đến chuyện tiền bạc, mà nói cái chuyện là mình còn thời gian để mình chăm cho con đã là một cái chuyện khó rồi. Thế các bạn đã có em bé chưa? Chưa đúng không? Rồi bây giờ là đã có nhà chưa? Dạ có rồi. Có rồi. Các bạn ở nhà thuê, có nghĩa là các bạn đã ở chung với nhau từ, có nghĩa là quen từ 19 tuổi. Dạ, đúng không? 18. 18 tuổi. Và ở chung với nhau là bao nhiêu tuổi? Dạ, quen được 7 năm là bắt đầu ở chung với nhau. Như vậy là các bạn ở nhà thuê cũng phải là mấy năm? Dạ, tụi con ở nhà thuê. Tụi con mới mua nhà hồi năm ngoái.
sau nghĩa là 7 năm đó thì tụi con vẫn tiếp tục ở nhà thuê. Dạ, để thì ai cũng vậy mà, làm sao mà hăm mấy tuổi mà có nhà được. Thôi bây giờ bỏ qua cái giai đoạn mà nhà thuê đi. Mình vô là cái nhà mua đi ha. Là hai chồng về ở với nhau rồi đám cưới rồi chương thứ nhì đó em. Tới vậy. Đúng rồi. Tới cái phần đó mấy đứa biết mà đúng không? Thì giữa cái nhà thuê với cái nhà mà nhà mua đó thì những cái tánh xấu nào nó có thay đổi không? Nó có thay đổi từ nhà thuê qua nhà mua không hay là cũng y chang vậy? Y chang vậy. Đó. Dạ, con thấy ảnh rất là nhất quán. Từ năm nhất quen nhau cho tới bây giờ thì vẫn bừa bộn như thế. Có nghĩa là coi như là không có thay đổi đúng không? Dạ đúng rồi, rồi bây mãi trường tồn á, mãi mãi trường tồn á. Thôi bây giờ bắt đầu mình lần lượt, mình liệt đúng kê rồi. Đi con. Thôi bây giờ mình đàn gái trước nha. Rồi. À, nếu mà nói về, nếu mà nói về tật xấu thì con nghĩ tới bừa bộn đầu tiên. Rồi. Bừa bộn nè. Nhưng mà cái hồi mà mới quen á thì con lại rất thích cái sự bừa bộn đó. Tại vì đó là một cái cơ hội để mình có thể qua nhà ảnh xong rồi xếp đồ cho ảnh để mình chứng tỏ là tình yêu của em dành cho anh là sự gọn gàng đồ cho anh đồ này kia. Như là sống bừa là dịu dàng và gọn gàng đó con. Dạ. Con sống bừa chứ con thích gọn gàng. Lạ vậy đó. Con vậy đó. Cái nết con là con sống bừa nhưng con muốn bước vô nhà phải thơm với sạch. Thì bởi vậy người ta mới muốn thích như vậy để người ta có cơ hội nè. Dạ. Ủa nhưng mà tại sao bây giờ lại là cảm thấy nó khó chịu? Dạ tới bây giờ con vẫn cảm thấy điều đó ok. Tức là con đang nói là kiểu cái hồi đầu á mình yêu điều đó ở ảnh. Nên là bây giờ khi mà cưới nhau về rồi thì con cũng sẽ không thể nào ghét cái điều đó ở ảnh được. Dạ. À như vậy thì đối nhưng với mà vẫn con xem nó là thật xấu. Dạ. Như vậy đối với con thì làm sao nó là tật xấu được? Tật xấu là khi nào mà mình cảm thấy không chịu được cái đó và mình muốn anh thay đổi thì nó mới là tật xấu. Còn khi con nói ôi tôi yêu cái tật xấu của anh ấy thì nó không phải là tật xấu. Dạ, vậy nếu là nếu vậy thì anh Minh không có tật xấu. Bấm điện thoại. Bấm điện thoại trong lúc ăn hả? Hồi đó con coi cái có điều đó. Buồn nữa hả? Hồi đó con coi điều đó là tật xấu nhưng mà gần đây con đã thấy ok với điều đó. Bỏ tại vì hả? Dần dần tức là khi mà một người ví dụ một người hút thuốc hay là một người mê game các thứ á thì mình đứng ngoài mình nói vô người ta sẽ không thay đổi, trừ khi mà tới một thời điểm nào đó họ tự ý thức được sự thay đổi thì mới cái điều đó nó mới thay đổi được. Nên là bây giờ con đang chấp nhận cái điều đó thôi. Thôi tại sao con lại chấp nhận những cái điều vô lý đó? Ví dụ bừa bộn thì thôi có thể chấp nhận đi, là bởi vì đàn ông vậy họ nhiều việc quá, nhiều khi họ không có để ý đến những cái tỉ mỉ tẳng mẳng về mặt mỹ thuật ở trong gọi là nội thất của gia đình mình, có thể chấp nhận. Nhưng mà bấm điện thoại ảnh hưởng đến sức khỏe con. Dạ đúng bao, rồi đau bao tử. Rồi mắt sẽ lên độ liên tục. Ví dụ vậy đúng không? Cái thứ hai nữa, một cái điều nữa mà hiện nay đó là gần như là một cái tật của các cặp vợ chồng ở trong cái thế giới này luôn, chứ không phải riêng thành phố Hồ Chí Minh hay là Việt Nam đâu. Đó là về nhà mỗi người một cái máy rồi không ai nói ra một câu nào cả. Rồi nó làm cho một cái không khí gia đình nó không có một cái tiếng nói, nó không có sự rộn rã ở trong gia đình. Dạ, tụi con cũng đã từng có một thời gian giống vậy. Nhưng mà khi nó lạ một cái là khi mà con chấp nhận cái điều đó ở anh Minh không cằn nhằn nữa, thì mặc dù là lúc ăn anh Minh vẫn sẽ bấm điện thoại, nhưng mà những khoảng thời gian khác á, ảnh sẽ tập trung nói chuyện với con hơn. Dạ. Nghĩa là lúc ăn mình mới bấm thôi. Dạ, lúc ăn có thể bấm có thể không, nhưng mà con không có bắt ảnh 100% không bấm được. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Tính tình có hiền lành lạc hậu không hay là cọc cằn cáo lỗ? Dạ cọc cằn, cọc cằn. Ví dụ đi. Ảnh rất là dễ nóng. Dễ nóng dữ chứ con. Dạ dễ nóng với con và mọi người, nhưng mà dễ nóng với con nhiều hơn. Tại vì con với ảnh khác nhau rất là nhiều. Con có cảm thấy khó chịu với những cái sự cọc cằn đó của ảnh hay không? Dạ có. Đó là tật xấu đó. Dạ có. Nhưng mà con trị được rồi. Đó là khi mà ảnh nóng tính lên á mà con nóng tính lại á thì hai đứa sẽ cãi nhau rất là nhiều. Nhưng mà con dịu đi một xíu. Con có thể không cãi nhau lại với ảnh. Cũng không phải là kiểu phải xoa dịu ảnh, nhưng mà mình chỉ cần im lặng một chút thôi là ảnh sẽ tự review lại cái hành động vừa rồi của ảnh, xong ảnh năn nỉ xin lỗi các thứ. Có nghĩa là bây giờ xài chiêu là một người á là gọi là lửa ở trên trời á, sơn ở gì lửa thiên thượng hỏa, thiên thượng hỏa, thì bây giờ mình chấp nhận mình là lửa đèn dầu đi con. Mình thu mình lại ở cái bóng đèn dầu đó thì trời ơi ở ngoài đó thiên thượng hỏa ầm ầm cũng không có ảnh hưởng gì luôn, không cộng hưởng được để mà tạo thành đám cháy. Đây mới là thiên thượng hỏa. Thì còn mấy đứa này nó là lư trung hỏa hay gì đó, hỏa đồ sơn. Hỏa đồ sơn đó, hỏa đồ sơn là hỏa đồ sơn là cũng trên núi rồi, là nó đốt cây nó đốt rừng. Thì bởi chị mới nói là hai đứa nó cùng một lúc là cháy rừng người ta. Dạ hiểu không? Ủa mà hay hồi nãy giờ con bé nó kể mà nó chấp nhận cái đó là tật xấu chứ, tại vì nó đã thay đổi con bé rồi. Vì con bé đâu có tật xấu gì đâu. Đâu xấu chứ, cọc cằn là xấu chứ. Nhưng mà bé nó đã nói là đã thay đổi rồi đúng không? Không, có nghĩa là thay, tức là nó dùng cách nó trị thôi. Nhưng mà cái người phụ nữ cô nói cho con biết, một khi mà người ta cảm thấy người ta bất lực trước những cái điều mà mình không thay đổi được, và người ta chấp nhận cái việc im lặng, đừng có tưởng đó là gọi là mình chiến thắng, không có đâu.
không có chiến thắng một chút nào cả. Và nếu như cái sự yên lặng đó nó hoài như vậy á, thì đến một lúc nào đó người ta không thể im lặng được. Bởi vì sao biết không? Tại vì đồng tuổi, giỏi giang ngang nhau, đúng không? Đều có hai cái tay, hai cái chân, một khối óc và một trái tim. Có nghĩa là một cá thể biệt lập chứ không phải là phụ thuộc mình. Thành ra người ta sẽ có những cái mà như mình đã từng có. Là mà hơn nữa người ta cũng là gì, hỏa đồ sơn nữa, đúng không? Thôi cùng mạng rồi bây giờ. Cho nên là đừng bao giờ để cái điều đó xảy ra. Người phụ nữ im lặng không có tốt đâu. Rồi bây giờ nhân đây thì mong muốn ông xã thay đổi điều gì, nói luôn đi. Dạ em con muốn ảnh chịu khó ăn nhiều hơn một xíu. Dạ. Để cho ảnh tự tin hơn về cái sức khỏe của mình. Dạ vậy thôi. Chỉ vậy thôi là con nghĩ nó sẽ thay đổi được nhiều thứ lắm. Kiểu mình chỉ cần tự tin vào bản thân mình á, là cái tính mình nó dịu dàng lại hẳn. Còn bây giờ thì anh Minh stress với bản thân á, nên là cái phản ứng với mọi người cũng sẽ stress theo. Về sức khỏe của mình hả con? Dạ. Kiểu anh Minh gầy quá. Chứ là con lười ăn hả? Cái cũng không hẳn bị lười ăn, nhưng mà nó sẽ là stress, xong nó khiến chán ăn thì không đủ sức, nó là stress, nó cứ vậy á. Và khi mà mình không đủ ăn thì nó sẽ thiếu một vài khoáng chất, ví dụ thiếu kẽm đi, nó sẽ gây thêm trầm cảm. Và những cái đó thì con đã đi xét nghiệm mày nói hết rồi, và đúng là con thiếu thật. Thì chính vì những cái đó nó mới khiến cho mình nghĩa là mình cứ tưởng là sức khỏe và tinh thần là hai cái nó hơi khác biệt, nhưng mà không phải, không phải, nó ảnh hưởng hoàn toàn đến nhau luôn. Và có những cái ngày mà con bị stress, nghĩa là con thì không bị đau dạ dày, nhưng mà có những cái ngày mà con bị stress, nghĩa là con đang căng thẳng trong người về công việc á, con nuốt vô là nó sẽ trào ngược ra lại, nuốt vô nó trào ngược ra lại, con không ăn được. Thì đó là những cái mà chút mỗi lần chút chứng kiến con biết là chút rất là xót, nhưng mà con cũng cố gắng hạn chế những cái đó đi á. Thì đến bây giờ thì con nghĩ là con cũng đã khá là thành công trong chuyện hạn chế nó bớt đi rồi. Chứ còn thì vẫn còn. Thực ra nếu mà thiếu chất nào thì bổ sung về vấn đề thực phẩm cái chất đó thôi con. Thôi để qua tuần đi, chú sẽ liên hệ với con, chú mời con tham gia một chương trình với chú. Đảm bảo con sẽ có một ngày no nê. Không có một cái chương trình ăn luôn mà. Đi ăn cái ngày trời luôn đó. Và chắc chắn là cái câu chuyện mà tại sao bạn ăn cái món đó là chắc chắn là bạn phải thú vị thì bạn mới ăn được cái món đó nha. Tuần sau đi chú sẽ liên hệ với con, nghe khá là thú vị á nha. Rồi bây giờ mời con nói về bạn ấy. Con hả? Từ năm thứ 8 đổ về trước, con rất là ghét một cái tính của Trúc, đó là tính bướng. Trúc rất là bướng, bướng ở trong mọi thứ luôn. Nghĩa là Trúc sẽ là một người sống rất là tình cảm, và con là người sống rất là lý trí. Ví dụ cãi nhau đi, con sẽ ngồi lôi hết logic ra để con nói. Trúc sẽ cãi bằng đúng một câu thôi: em không cảm nhận được tình yêu của anh. Nó nhiều đó thôi là Trúc chiến thắng. Giống hồi nãy cô Hồng Vân có nói là đừng nghĩ rằng là khi mà phụ nữ mà họ chấp nhận điều đó là mình chiến thắng, nhưng không. Khi Trúc chấp nhận điều đó là con thấy Trúc thắng. Và bởi vì Trúc con thấy Trúc thắng cho nên là con mới thay đổi. Đó thì Trúc trước đây rất là bướng, nhưng mà mãi sau này con mới nhận ra là chính nhờ sự bướng đó của Trúc thì con thấy Trúc đáng yêu. Tại vì thú thật là từ nhỏ đến lớn thì đến cái thời điểm mà con thành công á, không có ai cãi con á. Mọi thứ thì con làm độc lập á, cho nên đa số những người xung quanh con sẽ là những người ở dưới hoặc là đối tác của con thôi. Thì tự nhiên đùng cái con nhỏ nó suốt ngày nó cãi mình, mà cãi nhiều lắm, cãi trong công việc, cãi trong cuộc sống, cãi đủ thứ luôn. Có những cái mà con biết lúc đó là Trúc làm thì chắc chắn Trúc sẽ thắng và kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà phải 2 năm sau con thuyết phục mãi Trúc mới làm. Lúc đó thì đúng là kiếm nhiều tiền thật, nhưng mà nó đã trễ so với cục mốc đó rồi. Thì vì cái sự bướng đó cho nên là mình cảm giác là mình biết trước mọi thứ nhưng tại sao không chịu làm á, mình khó chịu. Nhưng mà sau này con mới thấy được là vợ con chính nhờ cái bướng đó nó lại bù đắp cho con rất là nhiều. Ví dụ trong công việc con là một người cả thèm chóng chán. Con đã thích một dự án là con đâm vô con làm rất là ghê, setup mọi thứ rất là ghê, nhưng mà đến khoảng tầm 1 năm bắt đầu con thấy bắt đầu nó nhạt liền. Nhưng mà Trúc là sẽ đâm liên tục luôn. Cứ bình tĩnh làm điên cuồng luôn. Cuối cùng con là người setup và Trúc là người thực hiện. Thì cuối cùng sau này con lại thôi, con kêu Trúc là em cứ bướng đi. Chính cái nhờ cái sự bướng đó của em mà khiến cho mình mới. Thế thì bây giờ có còn thấy đó là tật xấu không? Cái bướng đó con vẫn khó chịu nha. Mỗi lần cãi nhau con vẫn rất là cọc nha. Không, bây giờ chú chỉ cần nhưng hỏi là con có chấp nhận cái đó là tật xấu của chú không? Lúc tỉnh táo thì con không chấp nhận. Con cảm giác là không chấp nhận đó là tật xấu, nghĩa là con vẫn thấy nó ok. Chỉ có là lúc cãi nhau là con tức có nghĩa là chấp nhận. Rồi, chấp nhận, bây giờ tiếp tục còn tật xấu gì nữa? Không chịu đi tập gym. Ê, có rồi. Tuần rồi mới tập 2 ngày. Không có tập thể dục đúng không? Dạ, không tập thể dục. Tập thể dục. Và con bây giờ cô ấy đã nói là có rồi. Nè trong. Dạ mới tập 2 ngày vậy. Dạ. Cái lần nào cũng tập 2 ngày xong bỏ 1 năm vậy. Không, bây giờ hỏi này thì giờ con mong muốn chút thay đổi cái điều gì. Dạ tập thể dục hết rồi. Là chỉ có như vậy thôi là hoàn hảo đúng không? Tại vấn đề của con, mọi người có nghĩ, mọi người hay nhìn thấy con ép chút đi tập thể dục sẽ nghĩ là con là một người kiểu là thích gái ngon hay gì đó, nhưng mà thực ra trước đây con không có ép. Chỉ là đến thời điểm mà chút tự nhiên chút mặc cái váy xong chút kêu trời ơi sao em mở bụng nhiều quá, kiểu vậy á. Rồi con nhìn thấy sự tự ti của Trúc và Trúc bắt đầu hạn chế đồ đạc lại và kiểu cảm giác là mỗi lần mặc cái gì cũng sẽ suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng con muốn Trúc thoát khỏi cái cảm giác đó thôi. Mặc dù là có thể khi mình tập thì nó cũng không giảm xuống. Thế con có tập không? Dạ có.
con tập đều. Vợ chồng cùng nhau đi tập chung đúng không? Và rõ ràng là thấy cái sự mong muốn của hai bạn này á chị, đó là điều quan tâm đến sức khỏe của người bạn đời của mình. Dạ. Chú nghĩ là con nên ăn nhiều. Và bạn Trúc bây giờ đổi lại, anh ăn nhiều, anh ăn thêm nhiều đi, tôi sẽ tập nhiều. Ok, được không? Đâu. Được không? Rồi, con quéo cái đi. Ok. Giờ em chúc đi, em chúc cho hai bạn này là dạ. Hai bé nó muốn không chị? Muốn chứ, bây giờ 28 tuổi rồi. Dạ, 2 năm nữa. 2 dạ. năm nữa. Thôi. Trời ơi, 2 năm nữa vẫn còn cử tới 2 năm nữa luôn. Không dạ. sao, để mượn mỏ đâu ha. Chúc cho hai đứa đúng 2 năm sau ha. Dạ. Năm 2025 ha, sẽ chào đón một thiên thần. Hai thiên thần luôn đi. Đẻ sinh đôi đi. Đẻ sinh đôi luôn nha. Ha, cặp gái hoặc là cặp trai đến với gia đình của chúng ta. Không, cặp trai gái luôn đi em. Hoặc là cặp trai gái luôn. Đó, đến với gia đình của chúng ta nghe. Rồi, một gia đình đẹp đều, một gia đình hoàn hảo. Con cảm ơn cô chú. Rồi, cảm ơn tụi con.